Bất ngờ xuất hiện mấy ni cô làm chuyện này giữa đường heo chân hầy Minh Tệ. Phía bên kia là sư Minh Tuệ cùng đoàn điện tử đang nghỉ trưa nha mọi người. Còn phía bên ngoài đây thì là đoàn sư này đang cạo đầu, không biết thì là lý do gì. Có rất nhiều chỗ không làm nhưng lại đến đây làm. Đây là cảnh sát. Em suy nghĩ lại kỹ đi em gái ơi. Số sở thích của bạn nữa thì bạn phải làm đi. Dạ, con cảm thấy cô không hạnh phúc à. Cảm thấy hạnh phúc thì chịu thôi quý vị, chịu thôi. Mọi người có một sở thích riêng đi. Học và con có tiền thì con vẫn là đau khổ à. Nhưng mà khi con tìm đến ở đây em tí là muốn là chuyên là môi trường nhân quả là con vô cùng hạnh phúc à. Biết được cái môn gọi là em có thể cho nhân quả em đến từ đâu không? Dạ em đến từ Phú Yên ạ. Phú Yên 8.000 đô được quý vị ơi, chia sẻ giúp em tí đi. Hôm nay được 12.000, 20.000 luôn cho tất cả mọi người được biết nha. Thế như là mọi người ở đây tất cả nhiều nơi tập hợp đến đúng không? Dạ. Không phải như mình cái chỗ chính của mình là ở đâu? Cái nơi tu chính của mình là ở đâu? Nơi tu chính là trên online. Không, nhưng mà là điểm chính đấy chứ. Chị lôi máy ra chị. Kéo máy xuống. Để mọi người cảm giác cái quyền hơi. Chỗ này chỗ góc nè. Anh ngồi đó xem thấy được. Khổ lắm. Lúc này là không hiểu là chuyện gì đã xảy ra tại chỗ nơi mà sư Minh Tuệ đang nghỉ nha cả nhà. Bất ngờ là một đoàn sư tăng tới đây và thực hiện cái việc là cạo đầu. Tại sao ở nhà không cạo đầu hay là một nơi nào đó mà chẳng chấp tiếp nơi của sư Minh Tuệ? Đây. Mỗi hôm là chỉ có một hai sư nữ đi thôi. Và bây giờ là đã kéo được 13, 14 người đi luôn rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Thank you.